Xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay mình có dịp về Cần Thơ, vô tình thì mình thấy được một chiếc xe đạp với hình dáng là một chú ngựa đang kéo theo một chiếc xích lô ở phía sau. Đặc biệt là cách di chuyển thì vô cùng độc đáo. Đây có thể nói là lần đầu tiên mình được thấy chiếc xe có với hình dáng như vậy đó quý anh chị và các bạn. Qua tìm hiểu thì mình được biết đây là một chiếc xe đạp được một ông lão ve chai chế tạo từ những dụng cụ có thể nói là phế liệu bỏ đi đó quý anh chị và các bạn. Điều đặc biệt là chiếc xe di chuyển với hình thù dáng của một con ngựa vô cùng linh hoạt. Khi ông lão đạp xe thì con ngựa cũng di chuyển từng bước đi vô cùng linh hoạt và nhịp nhàng. Đặc biệt là phần đầu của con ngựa này thì cũng có thể di chuyển linh hoạt theo từng bước đi, nhìn không khác gì con ngựa thật không quý vị các bạn. Nó có thể dễ dàng bước tới hoặc là lùi tùy theo sở thích và ý muốn của người ngồi trên xe điều khiển. Đây thực sự là một sáng kiến, một ý tưởng chế tạo vô cùng độc đáo. Bây giờ thì mình cùng trò chuyện với chủ nhân của chiếc xe đạp ngựa này nha quý vị các bạn. Chú, con thấy chiếc xe của chú chế rất là độc đáo. Chú có thể cho con được biết tên của chú không nha chú? Tôi là Nguyễn Bàn. Dạ. Tôi ở Thanh Hóa. Dạ. Hậu Lộc. Dạ. Sinh 1945, năm nay là 76 tuổi. Vào Nam sống hồi 54, bắt 54 đi. Dạ. Khi trước là tôi ở Kim B. Kim B rồi sau lên thành phố làm này ngựa Phú Thọ Hòa. Dạ. Thành ra ý tưởng tôi là muốn làm con ngựa sau này kỷ niệm lúc của buổi ban đầu của mình. Phần tuổi già mình làm có thể thao luôn. Dạ. Chứ mình không có phô trương mình tài giỏi hay ấy, cái chuyện này nếu mà ta thấy được ta làm được. Dạ. Không có gì khó cả. Có cái chỉ thì không học hỏi làm thôi. Dạ. Chứ tôi là sống răng lộn bọc từ giỏi đến lớn giờ. Dạ. Rồi sau ngày giải phóng rồi tôi đến đây gặp người bạn. Do ở nhờ đây mấy mươi năm rồi, ở ngoài lề đường đây. Dạ. Ngày thì đi lộn bọc. Và tối thì về coi sửa phôm xe bọn mã với bạn cho đỡ thôi. Chứ còn tôi thì tôi cái tuổi già rồi, muốn làm con ngựa này để tối đạp thể thao. Và chiếc xe để đi tối đi lùm bọc rồi bỏ vào đó. Chứ bây giờ mình đi hết nổi thôi. Chân tay yếu hết rồi. Cho nên tôi muốn là làm để mình sống qua ngày kiếm cơm thôi. Dạ. Về cái phần con ngựa này thì chú chế tạo trong bao lâu vậy chú Hoàng? Dạ thưa, con ngựa này tôi làm thì chuẩn bị dụng cụ rồi hết là một năm. Dụng cụ đầy đủ rồi, tôi là thước tất rồi, tôi cắt hàn này kia là một ngày xong. Quan trọng là cái đầu dụng cụ đi. Ví dụ mình xây cái nhà vật tư đầy đủ thì mình xây một ngày, còn vật tư thiếu thì mình xây một hai tháng, thì cái này cũng thế thôi. Dạ. Rồi chú có thể cho con biết được là cái chi phí để mình sản xuất ra cái con ngựa này là khoảng bao nhiêu tiền không chú? Chi phí này là mình không có tiến công, không tiến đồ. Dạ. Mình tính tiền mua đồ cho nó chạy được là khoảng 100.000. Dạ. Tại vì đồ phế liệu không à? Chỉ có 100.000 thôi hả chú? Vâng, phế liệu đồ cho chạy nó rẻ. Còn ví dụ bắt mua đồ mới thì được 100.000-200.000 một cái triệu bạc. Đây quý anh chị có thể thấy là con ngựa này chú Hoàng chế có chi phí cực kỳ rẻ nha quý anh chị các bạn, chỉ khoảng 100.000. Vô cùng độc đáo, độc và lạ. Đây có thể nói là lần đầu tiên mình được thấy luôn đó quý anh chị và các bạn. Ngoài chế tạo con ngựa thì chú Hoàng còn có những thiết kế rất là độc lạ. Đây là chiếc xe. Để chạy tới chút cho mày. Chú Hoàng đây là chiếc xe gì chú Hoàng? Đây một cái là có thể chạy ngay đó quý anh chị và các bạn. Dù được chế tạo từ những dụng cụ phế liệu bỏ đi, nhưng với bàn tay và ý tưởng của chú Hoàng thì chiếc xe được hoàn thành một cách vô cùng linh hoạt, không khác gì những chiếc xe đắt tiền đúng không anh chị các bạn. Thì tới đây mình cũng xin kết thúc video ở đây nha quý anh chị các bạn. Thì sẵn đây thì mình cũng xin kính chúc cho chú Hoàng thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc, để chúc cho chú có những sáng kiến thật là tuyệt vời hơn nữa để góp phần mang niềm vui đến cho đời. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rồi, xin chào các bác, vui vẻ mạnh khỏe. Dạ.